Chào mừng tất cả các bạn và các chị đã trở lại với kênh YouTube của Phòng Phải Phẩm. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bản tin mới nhất trong video này nha. Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã bàn giao lại bình oxy cho Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sau khi bà Nguyễn Phương Hằng cấm cửa ông Đoàn Ngọc Hải đến Đại Nam. Trưa ngày 4 tháng 9, theo yêu cầu từ phía công ty Đại Nam, nhóm thiện nguyện Nhất Tâm đã bàn giao một lượng lớn bình oxy mà nhóm đã nhận trước đó cho bên Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sau những ồn ào giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đoàn Ngọc Hải. Vài ngày trở lại đây, vụ việc lùm xùm giữa ông Đoàn Ngọc Hải, nhóm từ thiện Nhất Tâm và vợ chồng đại gia Nguyễn Phương Hằng gây chú ý dư luận, đặc biệt là sau khi bà Nguyễn Phương Hằng tuyên bố cấm cửa ông Đoàn Ngọc Hải, đề nghị ông không đến Đại Nam nữa. Nguồn cơn này bắt đầu từ một số tin đồn cho rằng ông Hải phải xuất một khoản tiền lớn cho nhóm thiện nguyện Nhất Tâm mua oxy để cứu trợ người nghèo cần khẩn cấp, khoảng 5 triệu trên ngày chia sẻ, khiến phía công ty Đại Nam bị dính hiểu nhầm là kinh doanh oxy với giá chát. Nổi giận trước thông tin trên, bà Phương Hằng liền tuyên bố sẽ dừng tặng bình và oxy cho các nhóm thiện nguyện hay cá nhân mà chỉ tặng cho chính phủ và công an. Trước đó, giữa bão ồn ào, anh Trần Thanh Long, trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, đã lên tiếng đính chính và gửi lời xin lỗi tới đại gia Dũng Lò Vôi. Và ông Đoàn Ngọc Hải, phía đoàn thiện nguyện này cũng tuyên bố sẽ trao trả lại toàn bộ bình oxy cho phía Đại Nam để sự việc không bị đồn đoán, tam sao thất bản thêm. Đến trưa ngày 4 tháng 9, trong đoạn livestream trên trang cá nhân của mình, anh Trần Thanh Long cho biết nhóm thiện nguyện sẽ bàn giao lại số lượng lớn bình oxy của Đại Nam đã thu gom về cho Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong livestream của mình, anh Long chia sẻ, anh em thiện nguyện Nhất Tâm thể theo lời yêu cầu bên phía Đại Nam chuyển số bình oxy đã thu về được dù chưa hết, nhưng cũng là một số lượng lớn đã được thu về bên phía Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có người đại diện đến tiếp nhận và phía Nhất Tâm cũng hỗ trợ chuyển lên, bốc xuống và xe vận chuyển oxy về. Sau đó Thành đoàn sẽ có trạm bơm oxy của Đại Nam hỗ trợ cho bà con với số lượng lớn. Một đại diện oxy phụ trách bên trạm bơm oxy quận 7 cũng đã có mặt để nhận bàn giao số lượng lớn bình oxy của công ty Đại Nam. Cũng theo chia sẻ từ trưởng nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, thời điểm hiện tại nhóm cũng nhận thêm được rất nhiều bình oxy từ các mạnh thường quân để hỗ trợ cho bà con vài ngày nữa. Bên quỹ đồng bào sẽ tặng thêm 1.000 bình oxy nhỏ và 100 bình lớn, bà con mình yên tâm nhé. Lúc nào bình oxy cũng đủ và có rất nhiều trạm bơm oxy tại các quận. Trước đó, anh Trần Thanh Long, người đứng đầu nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, đã lên tiếng xin lỗi ông Đoàn Ngọc Hải vì đã để ông dính vào chuyện thị phi không đáng có và tuyên bố sẽ gửi trả lại toàn bộ bình oxy cho Đại Nam. Theo anh Long, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm và nhận lỗi về phía mình. Giải thích về sự xuất hiện của ông Hải tại khu du lịch Đại Nam, anh Long cho biết chính mình đã nhờ ông Hải đi cùng và chuyển lời cảm ơn đến vợ chồng nữ đại gia. Anh Long giải thích, số tiền 100 triệu đồng ông Hải giao cho nhóm thiện nguyện Nhất Tâm hỗ trợ việc nạp oxy là để nạp nguồn bên ngoài, chứ không phải để trả chi phí cho việc nạp oxy tại khu du lịch Đại Nam như thông tin lan truyền trên mạng.